mời toàn thể cộng đồng cùng hát theo. Hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phút mặc niệm để thương nhớ quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã bị vùi chôn thân xác nơi hốc núi ven rừng và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm để tiếc thương những cảnh đời lưu lạc đã phải gửi lại thân xác nơi đất khách quê người. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin vòng hoa tiến tới trước lễ đài. Thank you.
Xin mời anh Phạm Tiến. Trước hồn thiêng sông núi, anh linh quốc tổ, tiên hiền liệt nữ, cùng toàn thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa